Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công dân năm 2022, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chia sẻ khó khăn trong đời sống của công dân đang sinh sống lao động tại địa phương. Một trong những hoạt động ý nghĩa đó có thể kể đến là chương trình tư vấn khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho thanh niên công dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Chương trình tư vấn khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn được Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp cùng Liên đoàn Lao động và Hội Thầy thuốc trẻ Đà Nẵng tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 vào ngày 15 tháng 5 tại khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu và đợt 2 vào ngày 22 tháng 5 tại khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà. Để đảm bảo tốt cho công tác tư vấn khám bệnh, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố đã điều động hơn 50 y bác sĩ trẻ cùng nhiều các trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ. Tư vấn về sức khỏe, đặc biệt là giai đoạn hậu Covid, cũng như là phát hiện ra một số cái bệnh tật của người công dân, làm thế nào để cho người ta đảm bảo được sức khỏe cũng như là an tâm tâm lý, có thể để yên tâm trong lao động sản xuất. Qua thăm khám, các bác sĩ đã kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh lý, hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến các hoạt động, chức năng, giảm chức năng và sức khỏe cho công dân hậu Covid-19. Sau cái hậu Covid thì bữa nay là có một chương trình khám bệnh miễn phí, phát thuốc miễn phí thì tôi cũng đăng ký từ công ty và tôi rất vui khi được đến với chương trình này. Ở đây có đội ngũ y bác sĩ rất là tận tình, tận tâm khám và chữa tư vấn cho tôi. Bên cạnh tư vấn khám bệnh, phát thuốc miễn phí, hơn 2.000 xuất quà cũng được Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố trao đến cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng các hoạt động trong tháng công nhân nên là Ban Thường vụ Thành đoàn cũng phối hợp với lại Ngành Lao động để tổ chức hướng đến đối tượng là thanh niên công nhân, đặc biệt là thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, để qua đó thì cũng nhằm để tư vấn, hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như vật chất để động viên thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn là tiếp tục quan tâm đến sức khỏe của mình và đồng thời là quan tâm đến cái công tác làm việc tại các khu công nghiệp. Chương trình tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí này đã có phần phát huy vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên công nhân. Qua đó, tạo điều kiện hỗ trợ để thanh niên công nhân tiếp tục lao động, sản xuất, góp phần vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế hậu Covid-19.